Cướp giật túi sách hiện nay đang là vấn nạn cực kỳ nhức nhối. Quý vị và các bạn có thể bị cướp giật khi đi du lịch, tham quan, nghỉ ngơi, cũng có thể ngay trên chuyến xe buýt và chúng ta đi học hoặc là đi làm hàng ngày. Thậm chí khi vừa bước xuống xe ô tô, quý vị cũng có thể chạm mặt với các tên đạo chích đã đứng sẵn đó từ lâu. Điển hình như một trường hợp vừa mới xảy ra tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh được ghi nhận ngay trước khu vực một quán nhậu nằm trên đường sông Hành ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Thời điểm chiều qua ngày 18 tháng 8, một người phụ nữ bước xuống từ xe ô tô, trên tay cầm theo túi sách. Bất ngờ ngay lúc này xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy phóng vượt qua, giật lấy túi sách rồi bỏ chạy. Mong rằng là sau đoạn clip này thì sẽ là bài học cảnh giác cho một số người thường xuyên có thói quen bước xuống từ xe ô tô, không quan sát kỹ trước sau, vô tình lọt vào tầm ngắm của những tên cướp giật để rồi mất tài sản oan uổng. Trước nạn cướp giật hoành hành trên đường phố, việc để tài sản trong cốp xe khi tham gia lưu thông là biện pháp an toàn. Tuy nhiên, lúc xe không lăn bánh, đôi khi ỷ vào cướp xe lại là tai vạ. Chính xác là như vậy Minh Phương à. Và nhiều khi là không chỉ mất của mà có thể là mất luôn cả chiếc xe, phương tiện đi lại hàng ngày chỉ vì thói quen là để thẻ xe ngay trong chính cốp xe của mình thì vô tình mở đường cho những tên đạo chích dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tại bãi dưới xe khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nam thanh niên ung dung dẫn đi chiếc xe máy hiệu Wave màu xanh, đưa thẻ xe cho người bảo vệ và thản nhiên rời đi. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng đây lại chính là một tên đạo chích xe máy. Trước đó hắn ta để ý thấy chủ nhân chiếc xe để thẻ xe trong cốp nên đã cậy cốp lấy thẻ rồi thản nhiên dẫn chiếc xe ra ngoài. Nhiều người có thói quen cứ thấy chốt cảnh sát giao thông là tìm cách đi đường vòng để tránh né và rất hả hê khi qua mặt được cảnh sát giao thông. Thế nhưng không phải ai cũng có thể trốn chốt dễ dàng suôn sẻ. Điển hình là clip về hai người đàn ông điều khiển xe máy khi thấy cảnh sát giao thông đã lập tức quay đầu bỏ chạy mà không chú ý chiếc xe container chạy phía sau. May mắn là tài xế đã kịp thời phanh xe lại tránh tai nạn xảy ra. Hình ảnh trong video cho thấy khi được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe thì người đàn ông đi xe máy bất ngờ quay đầu xe để tránh. Tuy nhiên, thời điểm này một chiếc xe tải cũng đang lưu thông tới. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tài xế xe tải chạy phía sau phải phanh gấp mới tránh được tai nạn nghiêm trọng. Con đi đằng sau